cho các bạn. Đối với các bạn mà muốn quay màn hình máy tính dùng để làm việc, dùng để giảng dạy hay là để thuyết minh, thì ngoài những cái phần mềm mà các bạn quay màn hình mà chúng ta biết đến, thì chúng ta vẫn có một cách khác không dùng phần mềm, đó là chúng ta sẽ sử dụng luôn là phần quản lý driver của những cái card màn hình NVDA. Thì trong cái NVDA thì nó có hỗ trợ tính năng quay màn hình mà mình thấy là nó cũng rất là hữu dụng. Thì đối với những bạn mà muốn quay một cách ăn liền, quay sản phẩm ra luôn và không có cần phải qua chỉnh sửa hay là làm edit nữa, thì mình nghĩ cách này nó rất là hợp. Và một cái nữa đó là nó sẽ không có hiển thị cái ứng dụng hoặc là không có hiện tại cái phần mềm các bạn đang quay màn hình ở dưới này. Và khi các bạn quay thì nó chỉ hiện ở trên thanh touchpad nó có như thế nào thì nó chỉ hiện như đây thôi, và nó không có hiện cái phần mềm khác lên. Thì đó là các bạn vô trong cái phần quản lý của các màn hình NVDA, các bạn mở nó ra. Thì ở đây mình đã đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình rồi. Còn nếu như mà các bạn nào mà chưa có đăng tài khoản Gmail á, thì các bạn có thể là đăng nhập vào bằng Google hoặc là một số tài khoản mà các bạn hay đăng nhập ha. Đó. Và sau khi mà các bạn đăng nhập xong thì các bạn tiến hành là tải driver mới nhất về cho nó. Và rồi sau đó thì các bạn khi mà các bạn cài cái tải cái quản lý driver, khi mà các bạn tải cái phần mềm quản lý các màn hình đó, thì các bạn sau đó xong thì các bạn bấm là Alt+Z đó, và nó sẽ hiện ra là các trình quản lý quay màn hình. Thì đối với mình sẽ giới thiệu cho một số cái ở đây mình đang quay nè, mình đang quay màn hình bằng chính cái ứng dụng này luôn, nên là nó đang hiện thị là đang recording đó, nhưng mà mình cũng sẽ giới thiệu sơ qua một số cái. Ví dụ như là cái này là quay highlight, tức là trong ví dụ như mà trong chơi game á, hoặc là bạn cần quay lại một số cái thước phim mà các bạn cảm thấy là nó hay, nó thú vị, hấp dẫn, thì các bạn có thể là sử dụng cái chế độ ở bên này. Còn nếu như mà các bạn mà muốn quay trực tiếp lên phát trên các nền tảng live stream á, ví dụ như là Facebook hoặc là YouTube, thì các bạn sẽ dùng bằng chế độ này. Còn như mình đang dùng thì là chế độ quay bình thường thôi. Thì các bạn, đối với những người mà sử dụng với mức độ bình thường thì mình nghĩ là dùng theo chế độ record này. Thì các bạn, mình sẽ giới thiệu luôn cả một số cái chức năng làm việc. Ví dụ như ở đây là có mic nè. Mic thì là một là có boost to tone, tức là nhấn nút thì là cái mic nó mới hoạt động. Thứ hai đó là on way on thì là mic này luôn hoạt động. Hoặc là nếu các bạn muốn dùng mic rời thì hoặc thu âm riêng thì các bạn tắt cái chế độ mic của nó đi. Còn cái này là chế độ là camera. Ví dụ như là các bạn dùng laptop á, thì chỗ này nó sẽ là nó có camera. Còn hoặc là nếu như mà các bạn dùng máy tính bàn mà có kết nối với camera thì nó cũng sẽ hiện lên chỗ này là có camera. Còn hiện tại cái máy của mình không có kết nối với thiết bị camera, nên là nó chỗ này thì nó đang để là dấu chéo. Còn các bạn quan tâm là cái mục setup đây này, thì một số cái mà các bạn cần quan tâm đó là thứ nhất đó là recording đó là cái nơi mà các bạn muốn lưu cái video của mình ở đâu. Thì khi mà các bạn thấy chỗ nào tiện nhất thì các bạn lưu, và các bạn set up cái thư mục lưu video của các bạn lại. Thì khi mà các bạn quay màn hình xong thì cái video đó nó tự động nó mặc định nó sẽ lưu vào cái thư mục này. Đấy, đây là cái chỗ recording. Cái thứ hai các bạn cần quan tâm đó là cái video capture. Cái chỗ này tức là như ở trong này nó gồm có nhiều chế độ. Thứ nhất đó là chỗ resolution này, nó có thể hỗ trợ cho các bạn đến là quay màn hình chế độ là 4K luôn. Và chỗ bên tay phải này thì nó có thể là 60fps. Thì nếu mà 30fps thì nó đang là dạng như các bạn đang xem. Còn nếu như mà mình quay dạng chế độ là 60fps thì khung hình nó sẽ mượt hơn, nhìn nó thích mắt hơn. Là tùy vào cái mục đích sử dụng hoặc là nhu cầu làm việc của các bạn thì các bạn lựa chọn là cái
khung hình cộng với lại là độ phân giải của nó. Và đương nhiên đó là nếu mà các bạn chọn độ phân giải cao á thì cái dung lượng này nè nó cũng sẽ tốn nè. Ví dụ như mình đang chọn chế độ là 2K, là thì cứ tầm trung bình 5 phút thì nó sẽ hết một ghi chính. Còn ví dụ như mình chọn chế độ 4K thì đương nhiên là thì 5 phút thì nó có sẽ là tốn nhiều dung lượng hơn. Hoặc nếu mà các bạn chỉ cần là Full HD là 1920 hoặc 1080 thì các bạn có thể cũng thể lựa chọn ở trong này. Và sau đó thì các bạn tiến hành là chỉ cần là hai thông số đó thôi, rồi sau đó thì các bạn là tiến hành, các bạn bấm nút quay thì là nó sẽ quay. Rồi khi mà các bạn quay xong thì các bạn chỉ việc là bấm nút stop và bấm save lại thì là nó sẽ là xong cái video này các bạn ha. Thì như vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn để làm một cái cách để quay màn hình thay vì sử dụng một số cái phần mềm, thì mình có thể là quay màn hình bằng cái cách này, tức là sử dụng chính luôn là cái công cụ quản lý cả màn hình của các bạn, nhưng mà chỉ có là Nvidia mới hỗ trợ thôi, còn ví dụ như là của các hãng khác như AMD thì nó cũng sẽ không có hỗ trợ. Rồi cảm ơn các bạn ha.